Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của hai bố con mình. Chào mọi người nhá. Hôm nay hai bố con mình lên trên núi này để tìm tí củi khô về để đun mọi người ạ. Thì cũng đi chớp cũng đi chớp được ít nhưng mà đun hết rồi. Hôm nay để lên xem có củi khô này chớp ít về để đun. Đun thì nó đun ra rồi nhưng mà không có củi thì còn mà muốn nướng thịt nướng cá nó phải có củi nó than được. Nhưng hôm nay lên trên núi này sao có gì không, mời mọi người theo chân cùng hai bố con mình đi kiếm củi nhá. Núi này cũng cao đấy bố nhỉ. Ôi, hôm nay đi dùng mệt quá. Mệt quá. Hai bố con mình để đồ ở đây mọi người ạ. Cái gì bố? Cười to nhá. Đang hoa này. Ui, cái này bông to thế. Ăn được đấy. Bóc dây như hướng dương lên này. Đấy, bóc dây ăn vị nó như nào bố? Nó thơm thơm, cái cây thơm thơm này. Đây mọi người, nó có vị thơm thơm này. Hay còn cây cây nữa chứ nhỉ? Cây cây. Cũng như này, cũng như này. À, đây. Được không? Lấy về nấu cám cho lợn bố nhá. Đun để nấu cá. Vừa nấu cám cho lợn mọi người ạ. Vừa nướng cá nướng thịt. Con bỏ mấy cái giòm lên này. Nhiều nhỉ bố nhỉ. Cảnh con khô như tiết nữa ấy. Cái cây to này nó gãy xuống nó ở đây bố ạ. Được khá khá chứ bố ơi. Đấy, tạo
làm rồi. Bên kia cũng còn nhiều nhiều đấy bố ạ. Cây nó to bố nhờ. Nó chết rồi cũng nhẹ, đỡ. Được gánh rồi đấy bố nhờ. Lấy về nướng thịt hết mơ đấy. Được. Còn cây to với lại khô nữa. Hôm nay được một gánh mọi người ạ. Gánh đấy, bỏ xem thế nào. Bên kia một gánh, ở đây một gánh. Có to quá không bố? Này to quá đấy. À, chả nặng thế. Ui. Nên mình không khéo lắm cho nên chặt ui không được đều. Ui chả nặng đấy. Chạm chạm đấy. Ui. Nặng lắm không bố? Xuống núi thì để xuống núi hơi khó đấy nhỉ. Núi thì hơi căng đấy. Nói xong rồi. Ui, đây qua đây. Ui, trời. Đấy. Cứ đặt tạm đây thôi bộ ạ. Mệt quá mọi người ạ. Thế là hôm nay đi là hai bố con đi có mang theo tí thịt để tí chế biến để ăn thì lấy trước để còn đi về. Nhảy lao đó, chưa lắm rồi lên tuần trên ngọn núi rồi đấy. Chân này không thì cao lắm rồi. Ơi, gốc cây bương này này. Người không biết nữa. Ui gốc cây bương người ta trồng nhỉ? Chưa, người ta đi đói đi đào củ ấy, đào củ mài ấy. Người ta là làm điếu để hút thuốc lào. À. Mà điếu cây tươi, cây non nó lên người ta hút xăng cho bỏ cho cái hố mình đào bưới củ ấy. Nên nó mới mọc lên, nó mới thành cái gốc bương to này, này trên núi này. Thế là ngày xưa là người ta cây điếu nó mọc lên gốc bương đấy mọi người ạ. Điếu đấy, cây bương người ta chặt cây bương non ấy, người ta làm điếu ấy. Trong không phải nó có nước à. Bỏ xuống cái hố mình đào bưới của mài lên ấy, xong bắt đầu nó trong cái điếu nó có nước, nó sống, nó cứ nó mới ra, nó mới mọc lên nên bây giờ nó lan lên cũng nhiều bố nhờ. Mấy gốc ấy chứ. Còn cái núi đằng kia cũng có một gốc một tít ở trên đấy, cũng cái điếu người ta đi đào của mài đấy. Bây giờ thành gốc bương đấy. Thì trên mà không có cây nào to rồi bố. Không to đâu, cái núi không to đâu, còn cây bé bé thôi. Một con cây bé đấy. Thank you.
Hai bố con mình có mang ít thịt đấy. Lúc chặt quỳ đút ít tay đây này. Này thịt làm món gì đấy bố? Đang chế biến xem. Chặt được cái cây lúa, cây nứa rồi. Đây, ba chỉ ngon này. Thôi đổ nước rồi rồi tôi đi. Đây rồi đó. Thì rửa sạch nhà rồi. Đây toàn mẫu dây. Dây ấy nó không ấy. Cắt chỗ này. À, ui cho miếng siêu to khổng lồ à bố. Chỗ này. Nhưng thịt này hơi khó cắt nhỉ. Dây nó dày lắm. Chưa. Dao sắc đấy đấy mọi người, nhưng mà cắt không đút to ấy. Da con lợn này dày như da trâu. Dày hơn da trâu ấy chứ bố. Chứ cái này là miếng này là nướng hay là lam bố? Trời ông này. Có gia vị rồi. Ừ. Kinh thật. Dạ, mình dày này. Thử cắt đằng sau trước xem bố. Thử cắt từ da trước xem. Cắt được. Này còn không được. Đấy, cắt da. Ừ. Cắt thịt mà phải chặt như này ấy. Dạ, mình dày. Ui, chặt mà không đứt đấy chứ. Kinh thật. Dao thì sắc. Chặt cây phát một đấy mọi người. Nhưng mà lúc chặt cây buông hỏng mất cái này. Mẹ ấy thôi mà. Chặt cái cây mặt buông ấy. Hỏng hôm nay thôi đừng có chặt cái đấy này. Chút mất tí rồi. Trong miết nó vẫn dài chứ bố nhỉ. Dài nó lâu. Cắt thịt mà phải chặt đấy. Như cái này lợn nhà mình hay sao chứ bố? Đấy, lợn phía trước đụng. Đập tiếp theo bố. Đập nhanh nhé. Đập nhanh. Kiểu đập ra mới thơm ấy bố nhỉ? Thơm lắm, ừ. Thịt được cắt hết ra luôn mọi người. Cắt hết rồi, bọc mà đây, gia vị đây. Gia vị hôm nay là có những gì ấy bố? Bình thường thôi. Đây. Nước mắm mọi người ạ. Mì chính không bố? Mì chính. Gia vị mà. Cho một tí muối này vào nữa. Cho ngọt. Muối nó không ngọt. Rồi bột ớt rồi bố. Đấy, bột ớt. Cho cái nó đỏ đỏ chứ. Gia vị mà. Ngấm ngấm vào xong rồi cho vào lam được bố nhỉ. Ừ. Chắc phải hai ống với bố ạ. Một hai ống với vừa. Hai ống vừa ấy. Ống lam mọi người ạ. Hai ống thôi bố.
Lá chuối thì lá chuối là để quấn thịt hay là bố? Ừ. Quấn rau và để làm ạ. Đá này cho cũng quấn rồi đấy bố ạ. Còn một nửa ống không? 3 miếng một rồi bố. 3 miếng to quá. 2 miếng liệu đủ lá không bố ơi? Cho vào nướng cho nó nóng dần mọi người ạ. Dần dần, nóng đây, nóng dần đây. Cái này có cho nước không bố? Không. Thịt hấp. Cái gì nước? Thì ta hấp cách lợi thủy rồi bố. Ra lò thôi mọi người ơi. Thịt hấp cách thủy mọi người. Thơm. Quá thơm. Lấy đi ra không bố? Chắc không có đổ được ra đâu bố ạ. Ui vàng đi đâu bố nhá. Ôi giời, dính rồi. Cái đầu tiên mọi người. Cái này có một đoạn không, không có lá quấn. Ống này có khéo chín rồi đấy bố ạ. Chín rồi, không đoạn này không có lá quấn. Ui rồi. Chắc cái đoạn không có lá đấy là nó cháy đấy. Nó dính vào đấy. Thơm hết bố nhỉ. Thơm lắm. Nóng. Nó bị dính không có lá. Mình làm quán cái này. Mình làm thôi. Ui chín hết đấy bố ạ. Chín. Ý không có nước này nhưng mà. Thế. Xin mời mọi người cùng ăn thịt với hai bố con mình nhá. Mở cái này nha xem nào. Cái này là hai cái bố nhá. Hai cái miếng dài ấy nhá.
chưa? Đây, nước chấm đặc biệt mọi người. Cái này đấy, cái này nó như này nó mới ngon. Nó cháy cháy. Đây, nóng nhỉ. Đây, thịt đây. Ủy nóng quá. Hơi hơi nóng. Hơi nóng, hơi nóng. Mới ra lò. Lò nó hơi nóng đấy. Đây. Này, này cái đá này. Mấy cái này là cái bé à bố? Ừ, mấy cái bé một tí. Ôi, nóng. Ăn nóng dính ngon. Đây đi. Ui. Mời mọi người nhá. Thơm hương. Thơm hành lá chuối này. Thơm ống nữa chứ. Ống nữa nữa. Ngon lắm. Chấm nước chấm đặc biệt này nữa thì cay cay nữa thì. Ui, cũng phải thử một miếng xem bố ạ. Ui, mà hơi nóng bố nha. Xin mời tất cả mọi người nhá. Nóng hổi đấy. Dạ. Ui, ngon, dài dài chứ. Dài nó dài. Thêm cái. Dài như cái trâu nè. Tuyệt vời đấy bố ạ. Ngon. Cái miếng cái ở ngoài này xem nào. Như là bó giò. Tuyệt vời đấy mọi người ạ. Đấy đi. Phải thử làm cái vàng này xem. Miếng to đi. Đúng rồi. Đấy. Chưa đi. Chưa hẳn được miếng to này cũng sướng. Nó không có. Cái da nó dài bố nhỉ. Ở trên núi này không có chỉ dâu gì. Nó ăn kèm. Mấy cái rau rừng thì toàn cái phải nấu lên mới ăn được ấy chứ. Đó là dưới chân núi mới có rau ăn. Lốt cái mưa thì núi này không có đâu. Này ăn nóng mới ngon mọi người ạ. Nguội nó không thơm mấy nữa. Thơm mùi hành nữa. Thơm mùi cây. Da giòn sật sật đi bộ. Da nó sật sật đi. Dạ, cay quá. Ăn cái da này tuyệt vời đấy. Dạ, quá ướt. Cay quá. Thật nữa. Ăn cái chỗ vàng vàng này mới ngon mọi người ạ. Nó giòn giòn nên cứng cứng ấy. Đây nó cháy tới mà nó vàng. Đấy. Thằng này lại muốn ăn rồi, nó đến rồi. Đấy. Cái không có lá này thế mà không bị cháy bố nha. Không cháy đâu, nó dính tí ống thôi. Cô hành. Ừ.
hẳn xuống. Ui, làm như này lại ngon bố ạ. Ngon. Ngon thường chứ. Quá ngon đấy chứ. Làm miếng to đi. Làm miếng to này. Miếng này. Ui da, mặt chóm này. Chạy vời đấy. Thịt nó sắp cháy tới vàng rồi. Thế thì ăn nó vừa thơm. Ăn này nó mới thơm. Đúng rồi. Ngon. Đây, hai bố con mình ăn xong rồi mọi người ạ. Bây giờ thì đi xuống núi thôi. Đi được qua chỗ đấy không bố? Ngày xưa chắc cũng đi lấy củi như này thôi bố nhỉ. Mình cũng xin tạm dừng video tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của hai bố con mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người.